Mến chào quý cô bác anh chị và các bạn đang xem trên kênh Đồng Hải. Buổi tối hôm qua thì Đồng Hải với cả Thành Trung lại mới chạy từ tận trên nhà Phước Thắng đi ra ngoài Ninh Sơn ngoài này thì mới có cái chỗ để nghỉ trọ này, với cả có chỗ ăn uống. Hôm qua hai anh em về đây thì cũng đã tối mịt rồi. Ngày hôm qua ở đây thì thời tiết rất là oi nóng, tương đối là mệt nên là đêm về anh em nằm ngủ. Thật sự là không biết về đất là gì nữa. Giờ thì lại tiếp tục một ngày mới. Đồng Hải với cả Thành Trung lại chuẩn bị đi lên trên khu vực đá bàn. Thì vừa xong thì Đồng Hải đã liên hệ với cả cái anh Đại là cái cán bộ địa chính của xã Phước Tiến ấy. Hôm nay thì anh em Đồng Hải sẽ lên trên đấy cùng với cả cán bộ địa chính và trưởng thôn thì xem xác định cái chỗ đất mà anh em Đồng Hải với cả Thành Trung ấy đang định mua để làm nhà cho cái gia đình của bé Cảnh ấy. Quan trọng nhất là phải có cái thủ tục cái pháp lý để cho khỏi rắc rối về sau này. Đấy, nên bây giờ thì anh em mình sẽ đi lên trên Ủy ban nhân dân xã Phước Tiến đã. Sau đó thì sẽ đi vào trong khu đá bàn để cùng với trưởng thôn để xác định lại cái đúng cái chỗ cái miếng đất mà các mạnh thường quân đã ủng hộ tiền để mua giúp làm nhà cho của mẹ con của bé Cảnh. Đấy, bây giờ thì Đông Hải với Thành Trung chuẩn bị lên đường. Buổi sáng không kịp ăn uống gì, mua cái bánh mì gì cho Thành Trung này. Ở đây là xe Đông Hải. Các bạn ạ, bây giờ thì Đồng Hải với cả Thành Trung đã đến Ủy ban nhân dân xã Phước Tiến. Bây giờ thì mình sẽ gọi điện cho gọi điện cho cái anh cán bộ địa chính. Hiện giờ thì Đồng Hải với Thành Trung đã đang vào trong cái khu vực Ủy ban nhân dân xã Phước Tiến. Xem là cái diện tích đất mà của anh Hiệp á, cho chị Hoán á, là xem như thế nào thì cũng đã gặp bên địa chính rồi, nhưng mà cái chỗ đất á, thì chưa có sổ nên là ví dụ như là muốn phân lô tách thửa để chuyển nhượng á, là không có nói chung là không có đúng cái quy định của pháp luật. Chỉ có hai bên gia đình anh em viết cho cái giấy tờ tay rồi coi như hai bên thỏa thuận thôi, Rồi. chứ còn mà gọi là ra sổ đỏ là chưa chưa có ra được. À, đúng rồi, bởi vì là vừa xong thì Đồng Hải với cả Thành Trung thì hôm trước thì đã vào trong ủy ban gặp bên công an và bên phó chủ tịch xã cũng được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các ban ngành. Thì hôm nay mới hẹn đến gặp anh Đại là anh ấy làm ở địa chính của xã. Thì vừa xong anh mới mở bản đồ ra thì cái khu vực đất mà hôm qua là anh em Thành Trung với Đồng Hải đến ấy, mảnh đất của em rể chị Hoán ấy là cái đất đấy là đất đã quy hoạch cho Cho đất là nhà ở, ở, đúng rồi, cho đất ở. nhưng mà vì lý do là ở đấy là chưa có sổ đỏ nên bây giờ anh em mình sẽ đi vào trong đó để giữa hai bên ký kết và nhờ hàng xóm và nhờ trưởng thôn ở đấy để làm cái thủ tục đấy. Rồi cái vấn đề này mình đã báo cáo ủy ban rồi, đến khi nào mà có sổ đỏ thì ở đây ủy ban người ta sẽ tách sổ riêng cho. Đúng rồi, tách khi mà anh Hiệp làm giấy tờ trộn cái mảnh đất, rồi anh Hiệp tách cái phần đất của chị Hoán là ra đi. Rồi như thế thì yên tâm hơn tất cả nữa thì Rồi như vậy rồi anh em mình lên đường đi vào thôi đó cho hoàn thành cái nhiệm vụ đi. nói thật sự là tí nữa lại nắng nắng vỡ đầu luôn ấy, nên anh nhà mình ấy đều phải tranh thủ còn rất nhiều công việc nữa cơ. Hôm nay thì anh em Đồng Hải với cả Thành Trung lại tiếp tục về đi vào trong thôn Đá Bàn. Thì buổi sáng nay thì hai anh em mình cũng đã đến Ủy ban nhân dân xã Phước Tiến rồi để gặp với anh Đại là anh ấy làm ở bên cái địa chính của xã.
sau khi đã thông qua trên cái hồ sơ bản đồ ấy thì cái đất của nhà em của cái cô Hoán đây thì là lại khu vực này thì là đất đã được quy hoạch là khu dân cư nên có thể xây dựng làm nhà cửa thưa đây được, mặc dù đất đây là chưa có sổ đỏ nên mọi người bên ban chính quyền xã đã bảo là anh em mình với cả Thành Trung vào đây để liên hệ với trưởng thôn và nhờ trưởng thôn giúp đỡ sẽ là người làm chứng cho trong cái vấn đề giữa hai chị em của nhà cái cô Hoán này là có được cái miếng đất để làm cái nhà ở. Ông năm nay bao nhiêu tuổi anh Long ha? Mình năm nay chắc năm 80, năm nay chắc 41 tuổi. Năm 80 là người dân ở đây là coi như cái thu nhập chính là bằng cái nghề gì ạ? Chiếu mùa mưa thì bà con đây chỉ là trồng bắp trên núi. Đa số là ở trên núi, một số người thì hiện tại bây giờ cũng khó khăn, không có ruộng, rất là khó khăn cho bà con. Thì một năm bữa này ở đây chỉ có nhiều hộ thì có ruộng thì họ có sản xuất được. Em thấy là có một số bà con là cái lương thực chính là bắp. Một năm thì có mùa mưa làm được à. Chứ bây giờ này mùa này đâu có chả làm được cái gì. Chỉ có họ có ruộng thì đỡ. Mà có ruộng thì cũng không có ngành nghề gì để mà kiếm thêm hết à. Chỉ đa số đi làm mướn làm thuê thôi. Mà đặc biệt là như là ở đây gần như là không thấy có cái khu ruộng nào ra nhỉ? Ruộng thì nằm phía dưới hết. À bạn thấy kia. À đúng rồi, thì bởi vì mình nếu mà cái thôn trong này là không có ruộng thế nào nhỉ? Riêng siêu đua là không có ruộng. Ừ, dưới ruộng không, bài xuống đây thì không có ít ruộng. Để có ít thôi nhỉ? Đấy, nên cuộc sống của mọi người đây rất là khó khăn trong cái vấn đề canh tác như là người dân sống toàn bộ là nghề nông. Nghề nông đi làm thuê. Làm thuê thì rẻ lắm. Ừ. Rẻ lắm. Rẻ. Nghề cứ 100 mấy. Đấy. Rất là vất vả. Là ngày trước là mẹ con chị Hoán là cũng ở thôn Đá Bàng. Thôn này. À. Thì từ khi mà nói chung thì hai vợ chồng sống với nhau như không cũng có một cái hộ khẩu nào cả, không có đăng ký giấy hôn. Cho nên là rất thiệt thòi cho chị này. Thì từ xưa nếu mà tách hộ riêng thì lúc đó thì nói chung thì đi làm ăn theo chồng như gặp đi làm thuê như đi chăn bò thuê đủ á, cho nên khó khăn cho nên không ở tập trung. Bây giờ hiện tại bây giờ là chị nè để có chồng riêng rồi, còn mấy một hai em trai cũng có vợ, còn một ông già nữa, ông già hiện tại bây giờ cũng ở theo họ hàng ở lung tung. Còn bố ông bố đấy không còn. Còn bố là bây giờ có những cái có lúc sống với chị nè, có lúc thì sống với ai thấy ông thích ở chỗ nào ông ở à. À, nói chung là không cố định ở chỗ nào hết. Đúng. Theo phong tục ở đây là dạng là mất vợ là đàn ông là phải về nhà họ. Thì đó. Nếu mà về nhà họ thì mình nếu về được thì về, không về ở với con cái gì cũng được thôi, do người đó quyết định. Mình là mẫu hệ đấy. Dạ. Là đàn ông đi ở rể. Dạ đúng. Và rồi. Con cái lấy theo họ vợ. Lấy họ vợ. Thế là cũng nghe. Nói chung là những cái tập tục thì của từng vùng miền. Là ví dụ như là giờ mà chị Hoán lên đây ở thì cái chuyển khẩu lên đây thì nó cái thủ tục nó có khó khăn không ạ anh Long ha? Thì cái này nói chung thì trong xã thì không có khó khăn gì về gì. Thôn kia thôn này nó cũng là trước đây là thôn Sô Đá kia cũng là từ thôn Đá Bàng tách ra. Cho nên là chủ yếu là chị này là cũng như là đi ăn làm ăn theo nương rẫy thôi. Cho nên là nếu mà chị mà quyết định ở đây thì hồi trước á, nếu mà chị quyết định ở đây làm số khẩu luôn là thôn này luôn là càng tốt rồi. Mà điều kia chị không có đất ở. Thì trước đây cũng nhà nước xây cho nhà chủ tịch 167 á, cũng có, nhưng mà lại có thằng em ở đó rồi. Đúng ra nhà đó là cho chị này. Mà lại nói chung là chị cũng ở một chỗ, cũng đi làm ăn tại nó chỗ mà làm thuê được thì bà cứ ở. Như mình hỏi một chút này, chẳng hạn như cái cô này bây giờ là thứ nhất là cũng coi như mắt thì coi như người tàn tật, bây giờ là được chế độ tàn tật này, mà mai kia chuyển khẩu về đây ổn định
có chỗ ở rồi thì chắc là chính quyền chắc cũng sẽ mỗi lần mà nó có những cái đợt gì, cái chính sách gì hỗ trợ kể cả làm nhà làm cửa, thế nhưng cũng có thể là chứ lúc này cũng vẫn được chứ, đúng không nhỉ? Được, được mà. Bởi vì là cái hoàn cảnh là sống bây giờ là không có chồng, cái gì tôi hộ nghèo đó, thứ nhất là nghèo, được. Thứ hai là tàn tật. Thì nói chung chị nằm ở Sư Đác cũng là vào hộ nghèo rồi, thì khi mà có khẩu là có hộ nghèo rồi, mà hiện tại bây giờ họ cũng có chị được ăn. À, và chế độ trợ cấp của xã. Xã. Thì hôm qua mình cảm thấy chị ấy cho tôi như vậy, thì nếu về bên này thì chuyển khẩu về dễ đâu mà, chỉ có cái tính ngoài. Thế thôi, nói chung ở trong thôn không có gì, trong xã với nhau mà. Thì ngày hôm qua thì cũng gặp chị Dung, chị Dung phó chủ tịch, chị cũng nói là giờ với ông như là lên đây ở thì chuyển khẩu lên đây thì coi như tất cả cái chế độ của chị từ trước đến nay vẫn giữ nguyên. Là chị sợ là bộ là coi như về chỗ ở mới là coi như không còn cái chế độ á. Đâu có phải là coi như về chỗ ở mới là mất chế độ đâu. Có đâu. Mình vẫn nghèo mà chứ đã thoát được nghèo đâu. Giả sử giờ mình xây cái nhà to, mình xây được cái nhà, xong mình có cái cửa hàng cái gì lớn đấy, biết người ta mới cắt cái hộ nghèo đi. Nói chung là cái hoàn cảnh khó khăn là vốn vốn cũng nghèo bình thường sao, nhưng nhà mà này thì thoát nghèo là được, khó khó như trường hợp như nhà này là không được rồi. Chúng ta vừa vợ chồng hiệp này trước đây cũng là hộ nghèo, cũng giới thiệu là cho nhà ở rồi cho bò, đến khi đó nhà nước cũng một tờ một nửa rồi, rồi cũng là dần dần muốn thoát thoát nghèo. Nó cụ thể mà, cho nên là chủ yếu là hỗ trợ cho hộ nghèo trong thời gian cũng để hỗ trợ cho họ phấn đấu để cho họ làm họ thoát nghèo. À, đúng rồi, mình cũng hỗ trợ cái gì đó họ. Như chị Hoán đây là một giờ một tay thì bốn đứa con nhỏ mà lại bị khuyết tật vậy này. Thì chắc là như đến khi nào mà cảnh nó lên nó lớn lên mà nó làm mà tháng 30 triệu nó cứ là thoát nghèo. Chị chát đầu như cái thằng này lâm lên có vợ riêng rồi, nó đi theo vợ đâu có ở với cha mẹ đâu. Giỏi nhất cái cô Hoán này này là cô tính chỉnh như kiểu là không được rõ ràng lắm, nên là đi vay nợ người ta chẳng 1 triệu mà đến giả đấy là mấy năm nay mà cũng bớt đấy, chưa bớt được cái đồng nợ nào đấy thì đấy thì làm sao bớt được. Học lớp 8 hả? Ngày xưa là học sinh giỏi đấy, biết chữ đẹp ghê chứ. Chị Hoán học lớp mấy chị Hoán? Hả? À? Nói vậy nè. Không học. Là chị không có học. Không học lớp nào hết à? Không biết chữ. Hoặc là nhiều chữ sợ họ vậy. Mà em thấy chị cũng giỏi. Tính tiền thấy cũng đâu có lệch cái nghìn nào đâu. Tính tiền chắc ấy. Hả? Không học mà tính tiền giỏi ghê chứ, tính đúng số luôn mà. Đó, nhìn cảnh ngồi thẳng lên con ngồi đau cổ. Cảnh thấy chương trình mà đi học với hành thế nào? Vậy cái này nó học gì? Về nhà về đây là... xin rồi học ở vào học mẫu giáo à? Đâu, học mẫu giáo. Học lớp 1 đến lớp 5 thì nhà nước trên toàn quốc vẫn hỗ trợ cho trẻ em xóa nạn mù chữ mà, học miễn phí mà. Này học cũng có gạo ăn nữa mà. Đi học còn có gạo, có tiền. Giờ là đi học là một năm là được một tạ một ngày à, một tính cho ngày không, một năm là một bé là được 50 ký. Cái gì nó ăn thừa cuối năm á, là hỗ trợ cho các cháu lấy gạo ăn đi học, mà đứa nào học là biết có gạo. Đúng rồi. À, còn đứa nào mà không đi học là không có gạo, là có như vậy là có như hỗ trợ hết sức cho bà con ở đây chứ đâu phải ấy đâu. Vừa cho các cháu học này, học không mất tiền học này. Đúng rồi. Đây, lại còn được gạo này. Đi học đâu phải đóng góp gì đâu. Đúng rồi, Hà Giang cũng thế mà, Hà Giang vùng sâu vùng xa cũng đang thế mà. À, còn được cả tiền nữa cơ. Hà Giang được cả tiền, như cả tiền hỗ trợ ăn, tiền ăn ấy. À, cũng được thế, bởi vì là chính sách chung thôi, giúp đỡ đồng bào khó khăn mà. Thế là cái của nhà nước Hà Nội rồi. Ồ. có khi cả công ăn nữa. Ồ. Nên vận động mới đế được học á. Tại vì biết sao không? Tại vì cái dân trí mình ở đây là nó cũng đang thấp quá. Thứ nhất là cha mẹ bảo là giờ cái lứa tuổi này là bắt đầu giúp được việc rồi.
À, ví dụ đi chăn bò hay là đi lượm phân bò là một ngày cũng được mấy ngàn rồi. Giờ là không muốn cho con đi học nữa. Tùy theo mỗi hộ khác nhau à. Ừ. Một số hộ gia đình thì không muốn con cái học bỏ học đâu. À. Phải động viên con cái đi học. Một số người rồi. Cứ cha mẹ cứ sẵn cứ lo đi làm, không quan tâm đến con em mình. Cho nên là có khi nó đi nước đường là nó về lại cũng có. Ừ. Thế nên cứ nhà trường cứ báo về cho thôn là con nhà nào vắng học là phải đi vận động. Ờ, đi vận động. Mình thấy ở trên Hà Giang kìa, à, đi, hôm người ta có chương trình đi học là cái quy thành tiền. Mà bìa hình dụng. Đứa nào nghỉ học ấy thì phải có giấy tờ. Em lắm lúc rất lằng nhằng đấy. Em nói cho chị Hoán biết thế này nè. Chị là coi như có phước lắm á, là coi như giờ em gái là coi như viết giấy tờ cho đất, bán đất luôn á, chứ không phải là bình thường đâu. Đó. Chị vui sao nè, cố gắng chịu khó làm ăn rồi anh em gần gũi nhau rồi cái gì tạo điều kiện cho nhau thôi. Đừng có nên là mình, chị em cho như vậy rồi mà mai mốt cũng phải sự đoàn kết với nhau. Đó. Cùng nhau làm ăn cái gì đó, đừng có nên là... chuyện xấu, mình làm chủ yếu mình làm có con nghe nữa nè, nhưng con nhà em thì có bò nhưng không đi học, đi chăn bò dùm cho em. Đúng rồi. Coi như là em cũng tạo điều kiện cơm cá rồi nghe kỳ nói chưa. Đấy, có thức ăn thức uống thì em sẽ giúp cho em. Thì cũng phụ đi làm ruộng làm gì, em có ruộng, nếu có ruộng thì đi cắt bờ cắt đùi sau này, nhưng bên này con còn nhỏ thì sau này con lớn thì mình làm cùng với em. Đó. Như mình thấy ở cái thôn Đá Bàn này bây giờ mình chưa hiểu lắm, nhưng mình nhìn sơ qua mặt bằng thấy là hình như có lẽ là nhà bà muôn bây giờ là chắc là hoàn cảnh đặc biệt nhất hay sao. Thế bà là đang ở trong Suối Rua kìa. Bà là người ở đây đó, nhưng mà vào cái thôn trong xóm đấy có ba mẹ con mà còn mười mấy tuổi rồi, giờ vẫn không biết nói tiếng phổ thông này. À, cái con này vừa rồi, cái bà này vừa rồi có hỗ trợ rồi. À. Từ một căn nhà bên phụ nữ. Nhưng mà hỗ trợ bên này, ngoài này chứ? Có, nhà ở đâu này? Nó bỏ đây lâu lắm rồi mà. Mà nó đi làm ăn ở rẫy à? À, kiểu là... không chịu về nhà ở. Kiểu là, đúng rồi. Nhiều khi á là nhà bỏ hoang rất là nhiều. Đây, họ cứ đi lên rẫy nơi chỗ trên cái khu vực cái thôn gì trên đây ta? Mati à? Mati. Mati. À. Bỏ hoang nhà quá trời, vì là người ta có một mình cái nhà thôi mà nó rẫy đồ xa. Đúng rồi. Đây là người ta phải lên rẫy người ta ở luôn. Đúng rồi, ở dưới này rừng ở đây thì không có rẫy, vì họ phải đi theo ở rẫy là gần rẫy á. Cái hoàn cảnh kia ấy. Có nha. À. Và luôn kia và em hiếp kia đúng không? Hà kia đúng không? Đây. Đây. Trưởng thôn viết mấy dòng xác nhận vào đây. Đấy, như là trưởng thôn xác nhận là cái giấy tờ này là như vậy đó. Trưởng thôn ký vô là người làm chứng ký vô là xong. Mà chủ nhà nữa còn cái bà kia không có. Bà kia thì lại chẳng biết chữ. Kỳ ba ngàn là thế. Thì nói chung thì căn cứ dựa giấy này sau này là lỡ có chuyện gì thì vợ chồng Hiệp có chịu trách nhiệm thôi. Đúng rồi. Bây giờ anh đã cho chị rồi anh không thể nào đòi lại. Mà có cả video của anh em rồi tôi đăng lên trên cả thế giới người ta biết. Thì người ta chỉ cần lật lại một cái video này ra thôi. Thì là thực tế. Thì thực tế mà nói thì Hiệp này cũng không có đất đâu, trước đây là có bà chị cho lại này. À. Giờ bác trưởng thôn xác nhận là tôi là trưởng thôn thôn Đá Bàn, xác nhận là ngày hôm nay. Bác thì làm quen cái này rồi. Chữ xấu á. Quan trọng là cái tâm của mình làm được việc. Làm có uy tín mới làm được lâu lắm rồi đấy. Đúng rồi. Thì thường thường là ví dụ như là cứ hết khóa là bà con bầu.
Nhưng mà từ năm 2017 đến giờ là cũng khóa này khóa thứ hai rồi anh Long ha. Ừ. Thôi cho ca tư thì hóa. Ca tư hả? Ca tư thì hóa mà. Diện tích đất bao nhiêu ta? Ngang 6. Ngang 6 hả? Dài 15 ha. Ngang chiều là giữ ngang 6 chưa? Ừ. Ngang 6. Ngang 6. Dài 15 mét. Ngang. Chiều rộng. Không ghi tổng diện tích. Từ ngang 6 mét. Dài 15 mét. Tổng diện tích 95 mét. Mười mấy? 16. 19 hả? 95 mét vuông. Chiều ngang 6 mét. 6. Chiều dài 15 mét. Chiều sâu. Dài 15. Rồi vậy thôi. Ký vô là ok rồi, người làm chứng là ký đẹp hết. Sâu lắm, học mấy chứ, cái chứ không quan trọng mà cái tinh thần đấy. Rồi. Rồi. Cái này có làm hai bạn không? Có chứ. Một bạn qua photo. Photo ra. Photo. Một bạn anh hai đầu cầu này có photo anh Hiệp giữ. Hai đầu cầu này có photo bạn là như qua xã không có mà. Quán giữ. Photo hai hai tờ. Ừ. Trời, thực tế là như vậy thôi, chứ em cũng có việc đó. Để đang học nghị quyết. Rồi cũng cảm ơn Long ha. Bây giờ cũng cảm ơn hai anh rồi Mạnh Thành Quân cũng qua đấy mấy lần rồi đấy. Lúc nào anh em mình cà phê. Không có gì, mấy anh làm tốt gì rồi là được rồi, bà con mới được nhờ. Cảm ơn nhá. Để theo cũng đi học rồi, cảm ơn anh Long ha. Dạ. Rồi giờ là giấy tờ xong xuôi rồi. Đây. Là giờ là giấy tờ xong xuôi như thế này rồi nè. Đó là chị yên tâm rồi ha. Không lo lắng một cái gì nữa cả. Còn làm nhà là ngày nào chị làm nhà? Đưa cái giấy đây, đưa cái giấy đi xong về tôi đi photo cho thằng làm mấy bản, cái giữ cho nhà này giữ mình giữ lấy em bản. Thế là ấy đúng không? Đúng rồi. Nha. Là chừng là ngày chị ngày nào chị làm nhà. Giao cái số tiền tạm ứng cho thợ để thợ lấy vật liệu. Rồi tiến hành làm. Rồi ở đây á thì chị cũng coi ví dụ như là lên đây coi thợ làm như thế nào với kết hợp với Hiệp, vì em cũng không có mặt ở đây là thường xuyên. Thôi thế này nè, cứ nhờ luôn cái em ấy đi. Còn bà ấy bây giờ nó đang nhộn nhoạn này nè, ở nhà còn gạo nước linh tinh các thứ nên ở nhà trông coi nhà cửa mọi cái. Xong rồi lúc về với Hiệp ở đây á thì cũng ai bởi vì cái này thì chỉ có bàn giao xong nghiệm thu mà hàng này nó rồi chủ dựng đồ này nó dựng máy dựng đồ á thì có Hiệp ở đây thì hỗ trợ chị Hoan ha. Thì mình á thì cũng không có mặt ở đây thường xuyên được. Ví dụ như là lâu lâu quá thì mình ghé vô và mình cập nhật tình hình cái công việc nó như thế nào thôi. Còn cũng đang còn những cái hoàn cảnh khác nữa rồi đi chia sẻ nữa. Giờ là mình thống nhất rồi ha. Để chiều nay mà cô Sử đưa tiền thì kêu thợ lại buổi chiều để nói chuyện luôn, xem là ngày nào, rồi bây giờ cũng làm lấy mâm cúng thổ địa để làm cho nó suôn sẻ, ví dụ như là lục con gà rồi chùm trái cây gì đó. Thì mình không có thì mình chi phí càng thấp càng tốt, mua miếng thịt là cũng được rồi. Cho nó dễ, gà giờ đi mua cũng khó mà nó cũng đắt. Nói chung là làm gì cứ miễn sao mà nó giảm được cái chi phí càng nhiều càng tốt. Thế cái người đồng bào mình là thường làm bắt đầu làm thì có cúng bao giờ không? Có cúng, nhà làm có một con gà vậy đó. Ừ đấy thì coi. Gà với lại
trên đất rồi mình cấp nhà cho nó còn chéo làm trên còn còn nói với anh Hiệp thế này thì chắc ngày hôm qua thì chú Đức cũng nói chuyện với anh rồi đúng không? Thì chú Đức cũng có nói là ngày ngày mai thì chú Đức sẽ chuyển tiền về, thì khi mà em nhận được tiền á thì em sẽ trao cho anh Hiệp ha. Ừ, thì cái đó thì anh cũng yên tâm, thì chú Đức thì chú hứa như vậy là cũng là chắc chắn không có sao đâu ha. Thôi bây giờ nhá, anh đi làm cái ấy đi, đi photo đây nhá. Dạ. Rồi giờ anh đi làm cái photo đi. Rồi, rồi, okay. Rồi ta vô đây là ta đi. Rồi, ok. Thì Thành Trung cũng xin cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ theo dõi video, cũng như là tất cả quý vị đã theo dõi cái câu chuyện của bé Cảnh. Thì đến hiện tại bây giờ quý vị, thì cái số tiền mà Thành Trung đang cầm ở đây á là 12 triệu là của chị Thanh, còn 3 triệu là của anh Duy ở ngoài Hà Nội. Thì Thành Trung cũng đã nhận được tiền ở đây rồi, thì Thành Trung giữ ở đây để mà làm nhà cho chị Hoán nha cả nhà. Thì mọi người cứ yên tâm về cái số tiền khi mà đã gửi qua Thành Trung. Rồi Thành Trung cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi video. Hẹn tất cả quý vị khán giả vào video tiếp theo của Thành Trung. Đấy thì Đồng Hải cũng qua cái chương trình và kênh Thành Trung đang giúp đỡ cho hoàn cảnh của mẹ con nhà bé Cảnh. Đồng Hải cũng rất là vui, cũng rất là hân hạnh được đồng hành cùng với kênh Thành Trung. Và cái công việc thì bây giờ chuẩn bị để làm nhà cho bé Cảnh cũng sắp sửa là được khởi hành rồi, được tiến hành rồi. Và Đồng Hải cũng thay mặt cho kênh và xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khán giả cũng đã đang ủng hộ cho kênh Thành Trung, kênh Đồng Hải, và cảm ơn tất cả các tấm lòng vàng các mạnh thường quân.